Hương à, anh biết sai rồi. Anh xin lỗi em, em tha lỗi cho anh nha. Anh làm cái gì vậy? Buông ra coi. Không, anh không có buông đâu. Em tha lỗi cho anh đi mà Hương. Anh Hai, chú hiểu. Chú buông tay Hương coi, chú làm gì kỳ cục vậy? Em nghe anh nói nè, anh gọi cho cô Lan là chỉ để lấy tiền thôi. Anh không có làm gì hết á. Nhưng mà anh biết anh sai, anh làm cho em khổ rồi. Em tha lỗi cho anh nha. Chuyện đó nói sau đi. Hương à, tất cả mọi việc anh làm cũng vì công việc thôi, cũng vì anh sợ mất tiền nên anh mới gọi cho cô ấy. Hãy tin anh đi mà, anh sai rồi. Dạ Hương, tha lỗi cho anh đi. Buông tay ra coi. Bây giờ chú chịu bình tĩnh không? Chú có muốn tôi làm thủ tục bảo lãnh chú không? Em xin lỗi. Mời anh chị vào đây làm việc. Ngồi đi. Đi vô nhà đi rồi nói. Ê, khoan. Dừng lại đó. Khoan, hãy vô nhà. Hương, trước khi vô nhà con bước qua cái thao lửa đi. Bước qua đi, nghe lời má. Hiệu đẩy xe đó. Bước qua thao lửa đi. Bước qua. Bước lại. Bước lại thêm cái nữa. Má làm gì vậy? Thì xui đi giận đen của bay chứ làm gì. Xui quá trời xui luôn. Mà đen đuổi quá trời đen luôn vậy đó. Rồi. Rồi, dắt xe vô đi. Nhìn cái gì? Đúng là cái mặt không có ưa nổi rồi. Ôi, nó xui gì đâu. Vậy là quay lại từ đầu đó hả? Sao em cứ mà không bàn với anh? Không vậy thì sao? Tiền bồi thường, tiền luật sư, tiền bảo hiểm, em giết người cũng không có ra được đâu. Anh xoay sở được, không vay chỗ này thì vay chỗ khác. Nợ chưa tới 1 tỷ mà phải bán nhà như vậy là sao? Anh vay ở đâu hả? Thì bạn bè đồng nghiệp của anh. Bạn bè làm ăn của anh nhiều lắm. Thiếu gì? Em thiệt tình. Bạn của anh vậy đó hả? Gì đây? Sao em có cái này? Bạn của anh tính tống tình tôi đó. Cái gì? Khoản tiền giấy phép đó em sẽ lo cho anh. Anh ký nhận vô đây là ok hết. Sao lại là chứ nè? Đâu, anh đưa em coi. Trời ơi, cái này có gì đâu. Em với anh Đạt ký cái chục tờ rồi. Thủ tục làm tin thôi. Mình làm ăn với nhau mà, phải ăn đồng chia đủ. Đây, anh ký đi cho anh Đạt anh tin. Thôi, anh không tin em thì không có cần ký đâu. Vô, không sao đâu. Tin, anh tin chứ. Cậu đã nói như vậy thì anh tin. Ký thì ký thôi.
không? Chúc hợp tác thành công. Anh em mình vô cái. Vô. Anh giữ lại một bạn. Anh xin phép đi toilet một chút nha. Thằng này thịt ngon. Nó không biết thì phải đáng như vậy. Nè, sau cái vụ mà giấy phép này, chú mày phải lo tiếp cái vụ vật liệu cho anh. Thằng này phải chỉnh cho kỹ. Ok anh, chuyện nhỏ. Vô. Vô đi. Chào cô. Tôi có hẹn với cậu Đạt. Ông đi họp rồi. Chắc là cậu phải chờ hơi lâu đó. Nhưng tôi có hẹn. Vậy thôi, tôi ngồi đợi. Mời cậu ngồi. Nhìn cô hơi quen quen. Hình như cô là... Tôi là bà xã của anh Đạt, nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi. Có chuyện gì bàn mà cô kêu tôi gấp vậy? Thì chuyện đầu tư dự án, không biết Hiệu có hứng thú không? Cô muốn đầu tư như thế nào? Tôi nhớ không lầm là chồng của cô cũng đầu tư dự án này mà. Chuyện làm ăn của chúng ta, lôi ổng vô để làm gì? Nếu như Hiệu đồng ý, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đầu tư. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu bây giờ mà anh đấm tôi thì dự án của anh cũng không có xong đâu ha. Sao cậu lại làm như vậy hả? Tôi có làm cái gì đâu. Thôi,
bỏ tay ra đi. Coi như anh cũng biết điều đó. Làm sợ cũng chết. Nếu như anh biết điều, tôi sẽ cho qua mọi chuyện. Còn không tôi sẽ tố cáo anh tụi quấy rối tình dục. Anh cứ thử đi. Tôi sẽ cho anh biết người không còn gì để mất sẽ đáng sợ như thế nào. Thôi thôi, tôi không có đòi coi vợ chồng anh nữa đâu. Kể từ bây giờ đường ngày nay đi, anh đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi không có giúp anh nữa đâu. Hả? Túi anh coi như quà. Tôi với cô Lan chỉ là làm ăn thôi. Đừng có giải trình nữa. Tôi nghe riết mà rát cái lỗ tai luôn rồi. Chuyện đó tôi không hỏi anh thì coi như anh không biết gì đi. Hả? Mà nè, cô vợ của anh á cũng phải dạng dừa đâu. Còn bây giờ thì